Xin chào mọi người, cái video này là chúc mừng cái nhóm tương lai ngày hôm nay. Riêng vừa rồi, lúc mình vừa ngủ dậy là mình cho bạn cái tín hiệu của Injective. Cái video tín hiệu đó được gửi cho bạn ngày 17, ngày hôm nay là ngày 19. Thì nó đạt tới đúng khoảng cái con số, nó vượt qua cái con số 36 và 7. Và mình nói canh cái mức đó, nghe nó đã vượt cái đỉnh rồi. Bây giờ nó có thể râu ria lên thêm vài đô nữa rồi nghe, râu ria lên thôi. Ok, thì vừa rồi là bên mình theo cái con đó. Và vừa rồi, nghe, đã chốt hai lần cái đồng Injective. Và vừa rồi cho những bạn, ok, đã theo dõi cái đồng NIR mình cung cấp cho bạn. Đồng NIR mình cung cấp cho bạn, đúng không? Thì có người vừa rồi đã chốt tới 100+%. Đồng Avalanche chốt hết 50+%. Ok, và cái bạn ta vừa rồi đăng lên những cái thành tích như vậy lên cái nền tảng này. Ok, ở trên cái nền tảng đó. Tối nay 9 giờ rưỡi mình sẽ có một cái phát trực tuyến, ok, ngày nào cũng phải chốt đơn. Nếu bạn không có chốt đơn có nghĩa là bạn sao đó, ok. Về cái nhóm tương lai thì rồi bạn cũng đã biết rồi, hôm nay bạn đã chốt hai vòng về cái tín hiệu đó, ok, và tiếp tục đây mình sẽ cung cấp tiếp tục. Nhớ cái đồng đó nó chưa hết đâu nha, cơ hội còn nhiều lắm. Nhớ không phải mỗi ngày bạn phải đánh 20-30 đồng một lần, không phải các bạn nha, bạn chỉ cần đánh vài đồng thôi, hay là có thể là một đồng thôi. Bởi vì sao? Nó là vậy nè, một cái đồng thôi, nó lên, nó xuống, lên, nó xuống, lên, xuống. Thì mình canh cái khung đó, nó lên, rồi nó xuống, xong đó mình xuống, mình đánh long, lên, mình đánh short. Ok, một đồng, bạn có thể ăn bao nhiêu lần như vậy, chứ không phải là không. Ok, thì chúc mừng tất cả những anh em chơi cái nhóm tương lai. Ok, làm sao làm ra được 500.000, ok, mỗi ngày. Ok, và cái mục tiêu vẫn vậy, làm sao làm ra được 500.000 mỗi ngày. Với số vốn là 5 triệu. Ok, vậy thôi. Xin chào.